Thank you.
lần sau á là tuần check cho em làm ít thôi. Tiền mặt em làm nhiều. Tuần check cho em làm 3.000 đồng thôi. Nếu cái gì nào này, mình chưa buông một tâm về đám, tôi bị đám 3.000 rồi, mà tao biết buông thằng mày à? Sao vậy? Để nó để tiền cho nó xài nữa chứ mày. Sao ngu vậy, tính cái không biết tính kìa. Hả? Không. Chả sao coi cho được. Em cũng vậy, cái khung này mỏng quá này. Thì nhìn nó ghê á. Cái kem để nhặt nó nhẹ.